còn khoảng hơn chục ngày nữa là Tết Nguyên Đán năm 2020. Hôm nay chúng tôi có mặt ở vườn của cây hàng độc.vn của nằm ở Xín Trải, Sapa, Lào Cai. Chúng tôi có mấy cái vườn nhỏ, các cái vườn đỗ quyên thì nằm ở lưng chừng đèo, trên độ cao độ khoảng 700m sau mặt nước biển, phù hợp với cây đỗ quyên hơn và di thực nó về xứ nóng hơn. Còn ngoài ra, các cái vườn có các cái vườn nhỏ đặc thù từng vùng miền một, ví dụ như các cái vườn mai thì hầu hết là vườn mai của bà con nông dân ở Sapa, là mai thì phải trồng ở xứ lạnh, phải ở trung tâm Sapa, hoặc là những cái vườn lân cận ở độ cao 1.600m sau mặt nước biển. Thì tại sao hôm nay chúng tôi mới dẫn các bạn đến một cái vườn mai mà thuộc cây hàng độc.vn? Đây là cái vườn mai của chúng tôi, là hàng năm ấy thì chúng tôi tách ra những cái vườn mai thì chúng tôi để ở trung tâm Sapa trên độ cao 1.600m sau mặt biển, thì độ ẩm nó cao và nó phù hợp với cái loại mai nhất chi mai này. Đây là nó phù hợp với cái loại nhất chi mai này nhất, thì trên độ cao 1.600m sau mặt nước biển thì nó rêu phong nó tự nhiên, và cái độ lứt của mai, độ phì của mai thì nó cũng rất là tinh khiết. Các bạn đang xem những cái bông mai đầu tiên nở chào đón xuân năm 2020. Dòng nhất chi mai này thì thường thường là có từ thời Pháp. Các cái biệt thự cổ của Sapa đấy, các cái biệt thự cổ Sapa ngày trước là có cái giống nhất chi mai này, là người Pháp đưa sang hàng trăm năm nay. Và ở các cái biệt thự cổ, người ta còn tồn tại những cái gốc mai rất to nằm cạnh những cái tường đá, những cái bệ đá của trước sân ra vào. Và sau khi người Pháp rút đi thì hòa bình lập lại, thì cây mai đã thành cây truyền thống của Sapa. Nó phù hợp, tại sao nó là cây truyền thống của Sapa? Tại vì nó phù hợp với thời tiết của Sapa và nó phù hợp với cái độ xương giá tinh khôi của trời đất Sapa trên độ cao dưới chân núi Phan Xipang. Dòng nhất chi mai này thì phù hợp của Sapa, rất dễ nuôi trồng và sau này xã hội phát triển thì bà con bản địa đã nhân giống nhất chi mai này ra, nhân giống dốc giống chi mai này ra và tạo thành một cái cây hàng hóa có giá trị kinh tế. Tất nhiên là giá trị kinh tế so với người làm vườn. Đấy, người ta đã nhân giống các cái dòng nhất chi mai này ra và đã gây giống hàng năm, như trại của chúng tôi đã gây giống hàng nghìn bụi. Như năm nay là chúng tôi đưa ra vườn độ khoảng 500 bụi nhất chi mai. 500 bụi nhất chi mai thì có nhiều chủng loại cho các bạn lựa chọn. Xuất phát từ cái dòng nhất chi mai ở đây là phong rêu nó phủ trên các cái thân của nó rất đẹp và nó rất là tinh túy. Từ cái độ phong rêu này ra thì ở xứ lóng sẽ không làm được cái việc đấy. Xứ lóng thì nhiệt độ, độ ẩm không khí không cho phép được các cái phong rêu này nổi lên được. Chỉ có nhiệt độ ở Sapa thì cái độ phong rêu này nó mới nổi lên được và tạo ra, kết hợp với khí trời và cái thổ nhưỡng của Sapa và cái chất nhất chi mai này, cho nên nó tạo ra những cái vẻ đẹp tinh túy của những cái cây mai nhất chi mai Sapa. Và do điều kiện của các cái người làm vườn của Sapa đầu tư vào cái nhất chi mai này, cho nên là riêng vườn của cây hàng độc thì năm nào cũng đưa ra thị trường độ khoảng hàng nghìn chậu nhất chi mai, đa chủng loại. Chúng tôi làm không phải là mất nhất chi mai công nghiệp mà làm những cái nhất chi mai này là thế hoang dã tự nhiên, chủ yếu là để hoang dã tự nhiên không uốn nắn, và tạo từ các cái nhân giống từ các cái cây con ra và nuôi đến năm thứ ba, thứ năm, thứ bảy tùy theo độ tuổi. Ví dụ như một cây mai kia là có độ tuổi nó nhỏ thôi, nhưng mà có độ tuổi cũng tương đối, có độ tuổi cũng tương đối các bạn nhé, nó nhỏ thôi mà có độ tuổi cũng tương đối. Đấy, nó khắc khỉu, khúc khỉu và già, và những cái bông mai điểm xuyết này thì rất là đẹp. Cái dòng nhất chi mai này thì vẻ đẹp của nó là vẻ đẹp hút hồn, vẻ đẹp của sự tinh túy. Khi cây mai nó ra thì đầu mùa xuân bao giờ cây mai cũng đâm chồi nảy lộc, và tương đương với cái đâm chồi nảy lộc này là hàng loạt những bông mai điểm xuyết. Nó lại không ra chi chít mà nó ra dạng điểm xuyết, vừa có lộc vừa có lộ.
và vừa có bông. Và độ bền của nó cao, nó nở lớp hoa. Cũng có thể là trên một cây mai thì chúng ta thấy các cái bông mai nó nở sẵn rồi, nở xòe rồi. Nhưng mà độ bền của nó là hàng chục ngày, sau đó là các cái lụ con cứ lở đớp nhau trừ trên xuống dưới hàng nghìn bông hoa đô lở. Và nó nở điểm xuyết. Chính vì cái lợ điểm xuyết này mới tạo được cái vẻ đẹp thần bí của Nhất Chi Mai Sapa. Và chỉ có độ cao trên 1.600m so với mặt nước biển thì mới tạo được cái giống Nhất Chi Mai này. Trên cái cành Nhất Chi Mai khúc khỉu này thì rơm các cái địa y rêu và các cái địa y xanh mốc thách bám trên cái cành, tạo ra sự già cổ điển và sự huyền bí của Nhất Chi Mai. Bên trên hoa đã là điểm xuyết. Dòng Nhất Chi Mai Sapa là một dòng đặc thù đặc hữu. Ở dưới xuôi thì chúng tôi cũng thấy nhiều nơi cũng dòng trồng Nhất Chi Mai, nhưng mà cái vẻ đẹp của nó không được tinh tế, cái sự kết tinh của nó không kết tinh được với trời đất. Chỉ có độ cao, có độ sương mù bao phủ quanh năm ngày tháng thì nó mới kết tinh của cả trời đất, thì mới sản sinh ra những cái tác phẩm nghệ thuật hoa rất là tinh khôi như các bạn đang xem. Hôm nay là ngày trời sương mù cho nên là máy quay của chúng tôi cũng không được phát huy được hết tốc độ. Như chúng ta đã biết đấy, thì cái dòng Nhất Chi Mai này thì hàng năm chúng tôi đưa ra độ khoảng hơn trên 1.000 giò. Những cái giò tối thiểu như các bạn đang xem đây, giò bé bé này thì cỡ nó cũng không phải là cao, cũng tầm đến 2 đến 3 triệu một cây. Đây. Như tầm này là tầm 2 đến 3 triệu một cây, nó có độ cao độ khoảng 60 70 và nó mọc rất tự nhiên. Giá trị của nó cũng không đắt lắm. Nó tầm cỡ 2 đến 3 triệu một cây. Còn ngoài ra các cái tầm cao hơn, cái tầm mà cao hơn có thể lên đến hàng chục triệu một cây, mấy chục triệu một cây cũng có. Ví dụ như cây này thì nó rất là già và đường kính nó tán ngang nó độ khoảng đến độ khoảng 1.4 m, 1.5 m, chiều cao của nó cỡ độ khoảng 1.2 m, 1.7 m, 1.6 m. Nó tùy theo độ già của cây mai và độ to của cây mai. Ví dụ như cây mai này là chúng tôi đã khách đã đặt hàng đến 37 triệu cái cây mai này. Đấy, 37 triệu một cây mai thế dáng trực rất đẹp. Có cái bên cạnh đó là những cái chậu mai nó cũng giá trị nó cũng bình thường, nó không phải là cao lắm, tự vì chúng tôi là đơn vị làm vườn cho nên là đem cái mức độ tiêu dùng thấp nhất và có khả năng nhất đến người tiêu dùng. Giá nào cũng có từ 2 đến 3 triệu, 5 đến 7 triệu, 12 đến 15 triệu, có cây hàng trăm triệu. Như cái tác phẩm mai đằng trước của chúng ta kia là khách đã lấy rồi, cây này là 27 triệu. Đấy, 27 triệu. Nó cao độ khoảng bằng cái đầu người. 1.6 m, 1.7 m. Cành lá thì như cây này là cũng phải đến 15 năm rồi. Các cây mai nhỏ của chúng tôi có giá trị từ 3 triệu, 5 triệu. Đây, như cây này. Cây này giá trị 3, 5 triệu. Mai này chúng ta có thể chơi được độ khoảng 2 tháng. Chơi từ giờ đến sau Tết độ khoảng 2 tháng nữa. Tức là trình độ giữa khí trời trên độ cao 1.600m so mặt nước biển. Mây mù bao phủ nó ra được một sự tinh tuế giữa trời đất. Và khi cái bông mai này nó nở các bạn nhé, nó mở rất từ từ, nó xòe ra và nó trắng tinh khiết. Khi bông mai thứ nhất mở ra thì các cái bông mai sau nở kế tiếp, tức là nở gối vụ. Và khi một chùm mai nó nở rực thì sau 2 tháng nữa thì nó nở rực. Đấy, nở rất điểm xuyết và rất từ từ. Và khi nó nở rực lên thì một cái mai trắng toát. Bên cạnh đó là cái lụ bắt đầu đâm chồi báo hiệu một mùa xuân làm ăn an khang thịnh vượng. Như tác phẩm mai kia có giá là 8 triệu. Đây, tác phẩm mai này có giá là 8 triệu. Đấy, 8 triệu. Cao rất là đẹp. Ngoài ra này, năm nay chúng tôi đã đưa ra thị trường các cái đơn đặt hàng của người Hải Phòng, Hà Nội và Đà Nẵng. Đã lấy xuất được độ khoảng 200 giò mai Nhất Chi Mai của Sapa. Đây, xa xa kia là một tác phẩm mai cũng rất là đẹp. Tác phẩm này thì có giá là 42 triệu. Đây. Đấy, 42 triệu. Do chủ nhân của người Sài Gòn đã đặt rồi và chỉ còn 2 ngày nữa là ghép xe về cho người ta. Ngoài ra những cái vùng tiêu thụ nhiều nhất là Hải Phòng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài ra cây mai, nhất chi mai của Sapa chúng tôi đã đưa ra được đến thị trường Phú Quốc, Côn Đảo. Thị trường Phú Quốc, Côn Đảo thì cây mai này vẫn sống được. Ngoài ra là khi di thực ra Phú Quốc, Côn Đảo thì mình không tránh những cái hiện tượng là tàu biển, di thực vào tàu biển mình phải đóng gói, buộc ni lông kỹ, không có là cái nước biển nó hắt lên thì nó không sống được. Còn khi vào đến đất Côn Đảo rồi, không ngập mặn nữa thì cây mai này vẫn phát triển tốt. Đây là một tác phẩm mai mà của một đại gia của Hà Nội, đại gia Hà Nội. Và năm nào họ cũng chơi, họ cũng đánh một xe ô tô lên để họ chơi mai của chúng tôi. Và trên một cái gốc cây bự này có tuổi đời độ khoảng 15-20 năm rồi. Năm nào họ chơi xong thì họ cũng gửi lên và chúng tôi lại chăm sóc cho người ta. Tức là người ta chơi mai là cũng có thể ở đây chơi được. Người ta mang về xứ nóng vẫn sống được, nhưng mà sống thì dần dần nó lại loãng, nó lại phai đi cái nguồn gốc của nhất chi mai Sapa. Cho nên là các cái người đại gia người ta quý mai là người ta lại chuyển ngược lại Sapa để cho chúng tôi chăm sóc, chăm sóc bảo vệ cho người ta. Và năm cứ hàng năm là người ta lên người ta lấy về đây một tác phẩm nhất chi mai. Tác phẩm nhất chi mai này có giá độ khoảng 6-70 triệu do một doanh nhân ở Hà Nội năm nào cũng đưa lên cho chúng tôi chăm sóc bảo vệ. Và cuối cùng là Tết người ta lên người ta lấy về. Có một cái gốc cổ thụ trên một cái gốc lũa, các bạn thấy dáng siêu rất đẹp chưa, nở rất đều hoa. Đấy. Chơi nhất chi mai này chơi rất là chuyên nghiệp và rất là khó tính. Nếu các bạn trồng bình thường thì nó vẫn lên, nhưng mà độ tinh túy của đất trời kết hợp thì phải về với Sapa. Về Sapa nó có độ ẩm, nó có sương thì nó mới tạo thành cái nét đặc trưng của cây mai Sapa. Đây, các cái nét đặc trưng của cây mai Sapa rất quyến rũ và nó tự nhiên. Nó nở rất từ từ, nó không như kiểu mai, nhất chi mai ở dưới xuôi. Nhất chi mai dưới xuôi thì độ ẩm không khí cao, cho nên nó nở ào đi một phát là có thể nó hết. Nhưng mà thằng nhất chi mai Sapa thì lại khác, nó nở rất từ từ các bạn, nở rất từ từ, nở rất từ từ. Và chính vì nó nở chậm cho nên cái độ tinh túy của hoa nó mới được dãi bày rất là đẹp. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với trại cây hàng độc.vn hoặc số điện thoại 0977830008, hoặc có thể liên kết trực tiếp với phụ trách vườn về kỹ thuật là anh Thể. Số điện thoại 0366616689. Anh Thể là một người nghệ nhân của Sapa cũng và cũng là một người nghệ sĩ đóng góp vào cây hàng độc của Sapa rất nhiều, và anh phụ trách toàn bộ cái nhất chi mai. Số điện thoại của anh Thể nha, các bạn liên hệ trực tiếp để anh tư vấn về kỹ thuật và giá thành 0366616689, 0366616689. Anh Thể là một người rất là yêu về nghệ thuật, đã từng nổi tiếng trên là một người nghệ sĩ vùng cao Tây Bắc. Nói đến Thể Kèo thì ai cũng biết là anh ấy có một những cái tác phẩm hòa nhập vào với đời thường và lên những bức ảnh nổi tiếng của nước ngoài, biệt danh là Thể Kèo. Và chính từ nàng con người của sống và lớn lên ở Sapa, cho nên anh ấy một năm anh ấy đã thả hồn vào những cái cây mai này với tất cả sự tâm huyết của nghề làm vườn. Chúng ta có thể liên hệ trực tiếp để anh ấy tư vấn cách chăm sóc, rồi giá cả thị trường, rồi tất cả các thứ về cây mai, nhất chi mai. Liên hệ anh Thể, gọi là biệt danh là Thể Kèo Sapa, gọi là nghệ sĩ Thể Kèo. Anh sẽ tư vấn tất cả các cái kỹ thuật cổ điển nhất để giữ cây mai này không bị hoang hóa và không bị lại giống. Số điện thoại 0366616689. Đấy là số điện thoại anh Thể. Ngoài ra chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với trại cây hàng độc.vn. Số điện thoại 0977830088, sẹc Zalo. Hoặc là chúng ta có thể vào đến cây trao đổi sàn giao dịch nhóm trao đổi cây hàng độc.vn thì chúng ta sẽ nhận được những cái cây mai rất là đẹp và những cái tác phẩm chúng ta có thể trao đổi
mua thuê, mua thẳng hoặc là thuê, hoặc là kỹ thuật chăm sóc sau khi cây quay trở lại với Sapa. Hoặc chúng ta có thể đổi cây, ví dụ là vùng miền chúng tôi là vùng miền Sapa thì chúng tôi có đặc sản là đỗ quyên và mai, nhất chi mai. Thì các vùng miền khác, ở các cái vùng miền Trung Tây Nguyên hoặc các cái vùng khác thì chúng ta lại không có cây này. Chúng ta, các nhà vườn ở Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, chúng ta có những cây mai vàng thì chúng ta có thể liên hệ trực tiếp để tạo thành một cái mối liên kết, chúng ta có thể trao đổi cây với nhau. Ví dụ là khi bạn có đặc thù, bạn ở vùng Bến Tre của bạn, vùng Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang rất nhiều mai vàng, thì tại sao các bạn không trao đổi, đổi những cây mai vàng của các bạn cho những cái cây nhất chi mai của Sapa trước khi thời điểm Tết để chúng ta đưa ra sàn giao dịch và chúng ta đã đổi cây. Ví dụ tôi có 1.000 cây nhất chi mai nhưng mà tôi, khách của tôi có 100 khách, thì chúng ta có thể đổi những cây mai vàng của vùng Tiền Giang, Hậu Giang và những vùng miền khác để chúng ta đưa sản phẩm ra thị trường. Ngoài ra là đưa sản phẩm ra thị trường bằng cái sàn giao dịch là nhóm trao đổi cây hàng độc thì chúng ta đưa ra được rất nhiều sản phẩm của mình trên thị trường. Và chúng tôi hy vọng các bạn hãy đến với sàn giao dịch nhóm trao đổi cây hàng độc.vn để chúng ta giao dịch những cái cây mai của vùng miền. Từ cây mai của chúng tôi đưa ra vùng miền của các bạn, chúng tôi cũng rất là thích khi sản phẩm của tôi, chúng tôi được quảng cáo ra biển lớn. Và những cái sản phẩm khác của vùng miền khác của các bạn hãy lên sàn giao dịch nhóm trao đổi cây hàng độc, thì các bạn cũng đưa được các cái tác phẩm của các bạn ra, các tác phẩm của các bạn ra với thị trường. Các bạn hãy lưu ý nhá, sàn giao dịch nhóm trao đổi cây hàng độc.vn. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Các bạn hãy nhanh tay lên, các nhà vườn hãy nhanh tay lên liên hệ trực tiếp với cây hàng độc.vn. Số điện thoại 0977830088 hoặc liên hệ trực tiếp với phụ trách kỹ thuật 0366616689 của anh Thể. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự hiện diện theo dõi của quý vị các bạn. Xin chân thành cảm ơn và các bạn hãy ủng hộ cho kênh YouTube của cây hàng độc.vn. Xin chân thành cảm ơn.